Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khởi My thân thiết với mẹ chồng, không áp lực sinh nở sau đám cưới. Sau khi kết hôn, Khởi My và Kevin Khánh có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cặp đôi lại không có dự định sinh con cái. Dẫu vậy nhưng nữ ca sĩ vẫn được mẹ chồng hết mực yêu thương, tôn trọng. Mới đây cô nàng đã cùng mẹ ruột và mẹ chồng đi du lịch nghỉ dưỡng tại Thái Lan. Mẹ chồng khoe ảnh vi vu Thái Lan cùng Khởi My. Trên trang Facebook cá nhân, hai người mẹ của Khởi My đều đăng tải hình ảnh về chuyến du lịch tại Thái Lan của gia đình. Ngay từ khi vừa ra sân bay, mẹ ruột và mẹ chồng của nữ ca sĩ đã vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Cô còn khoe eo thon đầy tự tin, khỏe khoắn. Bên cạnh đó, mẹ chồng Khởi My còn hào hứng chia sẻ thêm rằng họ đã rất mong chờ chuyến du lịch này sau khoảng thời gian dài mùa dịch. Mẹ chồng áo trắng và mẹ ruột Khởi My áo xanh đen vui vẻ chụp ảnh tại sân bay trước khi đi. Mẹ chồng nữ ca sĩ thích thú đăng tải ảnh check-in tại xứ chùa vàng. Khi đến Thái Lan, Khởi My đưa gia đình đi tham quan nhiều cảnh đẹp và đi dạo ở các trung tâm thương mại lớn. Nữ ca sĩ và mẹ chồng còn thân thiết chụp ảnh cùng nhau. Nhiều Khán giả cũng khen ngợi nhan sắc mẹ ruột của Kevin Khánh vì trông quá trẻ trung, chẳng hề kém cạnh khi chụp ảnh với con dâu. Mẹ ruột Khởi My hào hứng đòi mua cả căn nhà tại Thái Lan. Có thể thấy, hai người mẹ của Khởi My là cặp suy gia vô cùng thân thiết bên nhau, dù khán giả ngưỡng mộ rất hạnh phúc của nữ ca sĩ. Dù cô không muốn sinh con cái, nhưng không hề gặp áp lực nào và vẫn được mẹ chồng yêu thương ủng hộ. Vợ chồng Khởi My Kevin Khánh thường khoe ảnh hạnh phúc bên hai người mẹ hai vị xua gia cũng rất thân thiết và thường gặp gỡ nhau. Trước đó, trong một buổi live stream, Kevin Khánh và Khởi My đã có những tâm sự về kế hoạch sinh con của mình. Cụ thành viên nhóm La Thang chia sẻ, My và Khánh không có ý định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Khởi My cũng đồng tình với quan điểm này của ông xã và cảm thấy hài lòng với cuộc sống chỉ hai người. Nữ ca sĩ tiếp lời, hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, đã rất tăng động và chú ý rồi, có thêm đứa nữa sẽ có chuyện cho coi. Khởi My, Kevin Khánh nhận được nhiều sự ủng hộ của mẹ trong quyết định không sinh con. Cặp đôi sống vui vẻ bên cạnh phụ huynh của mình. Đội ca sĩ hào hứng đón sinh nhật cùng mẹ ruột quyết định không sinh con. Khởi My và Kevin Khánh vẫn nhận được sự ủng hộ từ hai vị phụ huynh. Chính vì vậy cuộc sống của cặp đôi này không hề áp lực và có nhiều thời gian tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Ở tuổi 63, mẹ ruột khởi mi được nhận xét ngày càng trẻ trung, tươi tắn. Má năm cũng rất nhí nhố mỗi khi chụp ảnh chung với các con. Việc diện mạo trẻ hơn những năm trước, phần lớn nhờ vào sự nhàn nhạ. Mẹ cô giờ đây không áp lực kinh tế, sống thoải mái hơn khi có con gái, con rể phụng dưỡng. Ngoài ra, phụ huynh khởi mi còn có thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Thay vì tất bật ngược xuôi các chuyến chạy sâu của con gái vào những năm trước, không cần các con tháp tung, mẹ của nữ ca sĩ có thể tự khám phá các thành phố lớn và lưu giữ kỷ niệm ngay ở độ tuổi nghỉ hưu hiện tại vợ chồng kevin khánh ở cùng khu căn hộ với má năm nên họ gặp gỡ nhau thường xuyên luôn có sự gắn kết hầu hết những dịp lễ quan trọng các thành viên đều tụ họp tại nhà luôn ưu tiên thời gian cho nhau Khởi My nỗ lực nhiều năm liên tiếp chạy sâu khắp nơi, sống tiết kiệm, đưa hết các xe cho mẹ quản lý và tích góp để giờ đây cả nhà có cuộc sống thoải mái, không áp lực kinh tế. Đặc biệt, điều tự hào nhất của nữ ca sĩ chính là giúp mẹ thoát khỏi sự chật vật, an nhàn, thoải mái đi du lịch và tận hưởng ngày tháng tuổi già trong bình yên và đủ đầy. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo